đây tung lên đây cho cả thế giới biết tao, cháu tao đây đấy. Đấy. Phải đi tập võ. Cuối giờ thâu ra cho chị một cái băng nhá. Không có băng, chỉ có vào mạng họ Hoàng Phú Lưu ra toàn thế giới. Ông có tin mạng được không? Cháu Hoàng Văn Phúc ở kia đây ông ơi, ông quay lại được ra nào. Không phải. Nghe nhau mày. Em ơi quay em bỏ lại. Nơi có mặt ở đây thì thay mặt hội đồng ra vào chúng tôi xin chúc sức khỏe cụ ông các bà mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng, gia đình gặp nhiều may mắn. Báo cáo các cụ công các mà một phần cái chuyện là hôm nay thì có cái tôi xin trao đổi thêm một chút. Trước đây thì cái tình hình họ ở bên Hữu Phú thì đã có hình thành đối lâu rồi, nhà thờ có trên 100 năm rồi, cho nên là cái việc thờ cũng theo bài lâu rồi. Đến đến bây giờ ở ba nơi thì trước đây thì bên kia là tìm thấy một sự thì chúng tôi thành lập một có ba chi, thì đến bây giờ khoảng đến một chi bên Ứng Hòa, chi Mỹ Đức. Thực ra nếu bây giờ nếu sát nhập cả một dòng họ thì phải nó thành được ba chi thôi. Bên Hương Yên là chi mà ba chi là ba ngành, thế thì bên này mới là chi hai, Thượng Vẹn là chi ba thì mới gọi là anh em trong một nhà. Thế thì cái điều đó khi chúng tôi còn suy nghĩ cho bạn, sau này sẽ bàn trong hội đồng, sau này thống nhất được thì nói. Còn trước đây thì khi thành lập bên kia hội đồng giáo tổng đã quyết định là đã xây được là ba chi thì thành lập ba một cái hội đồng giáo tổng, chủ tịch hội đồng và một phó nguyên bên Ứng Hòa, một bộ bên Thượng Vệ một. Trước đây hội đồng giáo tổng đã cắt cử ở bên Ứng Hòa, bên Thượng Vệ là ông Tài. Thế thì cái việc hoạt động có vấn đề gì thông tin qua lại cả thì trước vừa rồi thì mang có cái là vì điều kiện xa xôi, cho nên là những cái việc mà nếu không thực hiện được, cho nên là cắt cử các ông đại diện cho họ và họ có bức tướng của dòng họ là bằng lãnh đạo vô cùng chi tiết, thì có thay đổi cho các khi để vâng thay mặt họ để biến những người đã ra đi thì báo cáo cũng còn điều tôi sẽ nghĩ rằng thế này, hiện nay ở khi Ứng Hòa, khi Mỹ Đức thì khi Mỹ Đức bộ cũng được phát thông là lời thứ nhất, cho nên là ông thư của Thank you.
Được không chú? Thế thì còn cái việc mà cúng bái các thứ thì chúng ta không phải làm, không phải.